Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, các trường Trung học phổ thông công lập thành phố sẽ được công bố cùng lần vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 6, tức là thứ năm. Đến thời gian trên, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi, điểm chuẩn bằng các cách sau: truy cập hệ thống tra cứu điểm thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng theo các địa chỉ https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc http://tracuudiem.danang.edu.vn, truy cập địa chỉ https://điểmthi.1022.vn hoặc gọi 0236-1022 bấm phím 4 hoặc sao 1022 bấm phím 4 hoặc truy cập Zalo tổng đài 1022 Đà Nẵng, chọn menu nhanh điểm thi lớp 10 hoặc điểm thi Lê Quý Đôn. Thí sinh có thể xem điểm thi trực tiếp tại bảng thông báo của trường Trung học phổ thông nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nếu thí sinh có đăng ký dự thi môn chuyên bắt đầu từ ngày 23 tháng 6. Theo thống kê, 81,93% bài thi môn ngữ văn, 51,14% bài thi môn toán và 71,43% bài thi môn tiếng Anh, ngoại ngữ có điểm thi từ trung bình trở lên.